Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Từ miền Nam Cali, Vi Anh và Lê Thái xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin tổng hợp chiều của Đài Liên đoàn Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát hành live trên hệ thống của đài băng tần 56.10 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022. Một lần nữa thì Vi Anh và Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình. Và để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý, sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển bị cấm đi dự hội nghị ở Mỹ. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ghé thăm cảng Cam Ranh. Bỏ ma túy vào giỏ tình địch để trả thù vì bị đánh ghen. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển bị cấm đi dự hội nghị ở Mỹ. Vào hôm ngày 27 tháng 6, thì tổ chức BPSOS cho đăng tải một đoạn video bài phát biểu của bà Bùi Thị Kim Phượng, là vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển. Thưa quý vị, và gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022. Trong bài phát biểu của mình thì bà Phượng cho biết đã bị chính quyền Việt Nam áp đặt lệnh cấm xuất cảnh nhằm ngăn chặn bà tới diễn đàn để nói với tình trạng của chồng mình và vấn nạn đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ của Phật giáo hòa hảo, độc lập và lại tích cực hoạt động nhân quyền. Ông bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2017 dưới cáo buộc là âm mưu lật đổ chính quyền và bị kết án 11 năm tù. Đài Á Châu Tự Do dẫn lời của bà Phượng cho biết, từ năm 2019 đến nay, năm nào bà cũng được mời đi dự hội nghị về tự do tôn giáo, nhưng năm nào bà cũng bị Bộ Công an và Cục xuất cập nhật cảnh xuất cảnh với lý do là vì lý do an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế là một sự kiện được tổ chức vào hàng năm. Hội nghị năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6. Một phần của chương trình sẽ được dành cho các nạn nhân của đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới nói về trường hợp của họ. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ghé thăm cảng Cam Ranh. Kính thưa quý vị, đội tàu thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga có chuyến thăm kéo dài 4 ngày đến cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nơi đặt quân cảng trọng yếu của Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga bị nhiều nước phương Tây và đối tác trừng phạt, cô lập trong hơn 4 tháng nay vì xâm lược Ukraine. Trong cùng thời gian, tại Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết về đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đội tàu Nga đến Cam Ranh gồm 3 chiếc chiến hạm nguyên soái Sabotnikov và tàu hộ vệ Gremiskis và tàu chở dầu cỡ trung Bechenga do Đại tá Hải quân Asiferov Alexei Vitalievich chỉ huy. Mục đích của chuyến thăm xã giao này kéo dài từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Ra đón đội tàu có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 của Hải quân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong 4 ngày ở Việt Nam, các thủy thủ thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ đấu giao hữu thể thao với sĩ quan, thủy thủ của Hải quân Nhân dân Việt Nam và tham quan một số di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nha Trang. Được thành lập từ năm 1731, hạm đội Thái Bình Dương là một trong 5 hạm đội của Hải quân Nga, vốn cũng bao gồm các hạm đội Biển Đen, hạm đội Phương Bắc, hạm đội Caspi và hạm đội Baltic, vốn là đồng minh thân cận của nhau.
Moscow đã được Hà Nội cho phép hạm đội Thái Bình Dương sử dụng quân cảng Cam Ranh, vốn được xem là một trong những cảng nước sâu tốt nhất trong khu vực, làm căn cứ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Mãi cho đến năm 2002, Hải quân Nga mới chấm dứt sự hiện diện ở đây, thưa quý vị. Và theo chính sách đối ngoại 3-0 của Việt Nam, Hà Nội sẽ không cho quân đội nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ, trong đó có cảng Cam Ranh, mặc dù phía Mỹ từng tỏ ý quan tâm đến vị trí quan trọng của hải cảng này. Và tin tiếp theo cho hay đó là bỏ ma túy vào giỏ của tình địch để trả thù vì bị đánh ghen. Bực tức vì bị vợ của nhân tình đánh ghen, bà Lò Thị Dương đã mua ma túy rồi kêu con gái tìm cách bỏ vào giỏ của người vợ, sau đó gọi điện báo cho công an. Hôm 28 tháng 6, bà Lò Thị Dương, 42 tuổi và con gái là Lò Thị Hồng, 21 tuổi bị công an Điện Biên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống. Đồng thời, người bị vu khống đó là bà Lường Thị Thanh, 47 tuổi, cũng được trả tự do. Vụ việc diễn ra vào ngày 26 tháng 5 khi ông công an phường Thanh Trường nhận được tin báo về người phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thì công an đã bắt giữ bà Lường Thị Thanh cùng với 11 viên ma túy tổng hợp và một gói heroin được giấu trong túi sách. Tuy nhiên thì qua điều tra, công an khẳng định rằng nhân thân lai lịch cho thấy bà Thanh không phải là người nghiện, cũng không có bất cứ tài liệu nào chứng minh là bà có liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy, rất có thể là bà đã bị vu oan. Tìm hiểu thêm thì biết bà Thanh đã từng phát hiện ra bà Dương có mối quan hệ bất chính với chồng mình, nên bà Thanh đã đánh ghen bà Dương và tung clip vụ việc lên Facebook. Chính vì vậy thì bà Dương đã bực tức và nung nấu ý định trả thù bằng cách mua ma túy, rồi kêu con gái mình tìm cách bỏ vào túi sách của bà Thanh, sau đó thì gọi báo tin cho công an, mục đích là để cho bà Thanh bị bắt và đi tù. Mỹ là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 28 tỷ Mỹ Kim, tăng gần 14% so với cùng giai đoạn của năm 2021. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu xuất khẩu cả năm đạt 55 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Trong đó, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là những thị trường mua nông sản của Việt Nam nhiều nhất. Tin cũng cho biết, thị trường xuất khẩu mở rộng có đến 9 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 1 tỷ Mỹ Kim, gồm cà phê, cao su, điều, rau quả, gạo, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ, đầu vào phục vụ sản xuất. Trong đó, nhóm mặt hàng cao su, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả về khối lượng và cả về giá trị xuất khẩu. Mỹ là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy hải sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu hơn 7.6 tỷ Mỹ Kim. Trong đó, chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ chiếm gần 67%. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy hải sản khoảng gần 5 tỷ Mỹ Kim. Và Hoa Kỳ giúp cho Việt Nam chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Việt Nam là một trong những nước mà Hoa Kỳ sẽ tham gia vào chống nạn đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý, gọi tắt là IUU. Vào hôm 27 tháng 6, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một bản ghi nhớ với nội dung tăng cường phối hợp và thực thi chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp và nạn cưỡng bức lao động. Bản ghi nhớ được ký vào hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức diễn ra tại Bồ Đào Nha với mục tiêu phục hồi các đại dương đang bị bất tử bởi ô nhiễm trên thế giới. Tòa Bạch Ốc còn cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch can dự mới vào 5 quốc gia gồm có Ecuador, Panama, Senegal, Đài Loan và Việt Nam trong lĩnh vực IUU. Năm nước này được Mỹ hợp tác không phải vì đó là những quốc gia bị cho là vi phạm nhiều nhất về IUU, mà những nước đó bày tỏ thiện chí hợp tác với Hoa Kỳ để chống nạn đánh bắt bất hợp pháp và không báo cáo, không được quản lý. Các nhà bảo vệ môi trường đại dương và các quốc gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc là một thủ phạm hàng đầu thế giới trong nạn IUU. Một thế chức của chính phủ Mỹ ẩn danh tiết lộ rằng sự hợp tác cùng với 5 quốc gia vừa nêu sẽ bao gồm công tác xây dựng năng lực trong kế hoạch chung mang tính chiến lược. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại ít phút sau một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp.
Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi. 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp cùng Vy Anh và Lê Thái. Sau đây chúng tôi xin trở lại phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Người dân Ukraine tưởng nhớ nạn nhân trong vụ Nga tấn công. Hoa Kỳ tiêu diệt thủ lãnh cao cấp của Al-Qaeda ở Syria. Tổng thống Joe Biden sẽ họp với Tập Cận Bình trong vài tuần tới. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng Vy Anh. Và thưa quý vị, các cư dân của thành phố Kremenchuk của hôm nay đã đến thăm đài tưởng niệm tạm thời và đóng góp vào bộ sưu tập hoa và đồ chơi nến suốt ngày hôm nay vào ngày thứ ba sau khi hỏa tiễn của Nga rơi trúng một trung tâm thương mại. Một phụ nữ tên là Anaya Makikusha, 44 tuổi đã rơi nước mắt khi và đặt hoa và nắm chặt tay cậu con trai 5 tuổi và chạm vào một bãi cỏ tươi trên vai của cậu. Bàn tay của bà cũng bị thương vì cửa sổ bị thổi bay vì sức ép của quả bom. Theo lời kể thì gia đình bà Miyakusha đang quây quần bên bàn ăn tối sau đám tang cho một người thân thì vụ tấn công diễn ra. Nhưng cũng như là những nơi khác ở Ukraine, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn bất chấp sự đe dọa thường xuyên của cái chết từ trên cao. Những người phớt lờ tiếng còi báo động của cuộc không kích thường xuyên quyết định trú ẩn mỗi khi có quá nhiều hình ảnh đến cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì sau vụ tấn công thì những người đang cân nhắc rời khỏi nơi cư trú vì lo sợ bị trúng bom của Nga quân Nga. Kremenchuk là thành phố công nghiệp nơi có dầu mỏ lớn nhất của Ukraine đã bị tấn công bởi một số cuộc không kích kể từ cuộc tấn công ngày 24 tháng 2 của Nga vào Ukraine, nhưng người dân cho biết các cuộc tấn công trước đó không tấn công vào các khu vực dân sự. Tên của thành phố sẽ được ghi nhớ cùng với Bucha và Mariupol như những là địa điểm xảy ra những hành động tàn bạo lớn nhất của quân Nga đối với dân thường trong cuộc chiến kéo dài 4 tháng. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tiêu diệt thủ lãnh cao cấp của Al-Qaeda ở Syria. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ gọi tắt là CENTCOM ngày hôm nay cho biết mục tiêu của cuộc tấn công tiêu diệt khủng bố là tên Abu Azad al-Zemani, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố liên kết với Al-Qaeda, có tên là Huras al-Din. Đây là nhóm bạo lực gây ra mối đe dọa liên tục đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. CENTCOM cho biết tên Yemeni đang đi một mình trên một chiếc xe gắn máy ở tỉnh Idlib đã bị máy bay không người lái tấn công. Tuyên bố của CENTCOM cho biết việc loại bỏ nhà lãnh đạo cấp cao này sẽ làm gián đoạn khả năng của Al-Qaeda trong việc thực hiện các cuộc tấn công chống lại công dân Hoa Kỳ, đối tác của Hoa Kỳ và thường dân vô tội trên toàn thế giới. Theo quân đội Hoa Kỳ, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu về thương vong dân sự và cuộc tấn công diễn ra 10 ngày sau một cuộc không kích hiếm hoi của lực lượng Mỹ ở Tây Bắc Syria bắt giữ một thủ lĩnh hàng đầu của ISIS. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ họp trong vài tuần tới và Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ Jack Sullivan cho biết dẫn sự chú ý ngày càng tăng giữa các thành viên NATO và G7 về thách thức Trung Quốc đặt ra và nhóm G7 sẽ đề cập tới các hoạt động kinh tế phi thị trường, cách tiếp cận nợ và các hành động nhân quyền của Trung Quốc trong một thông cáo vào ngày 28 tháng 6, trong khi một khái niệm chiến lược của NATO sẽ được công bố vào cuối tuần này sẽ nêu vấn đề Trung Quốc theo những cách chưa từng có trước đây. Ông còn nói, ông Sullivan nói với các báo giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở miền Nam nước Đức, chúng tôi nghĩ rằng đang ngày càng có một sự hội tụ kể cả G7 và NATO xung quanh thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các nhà lãnh đạo G7 thấy một nhu cầu cấp thiết cần phải tham vấn và thống nhất về các vấn đề như là tập tục kinh tế, phi thị trường của Trung Quốc,
tập tục của nước này đối với nợ của các nước đang phát triển và cách tiếp cận của nước này đối với nhân quyền. Tuy nhiên, thì ông nói việc tăng cường chú ý đến các hành động của Trung Quốc trên cả mặt trận kinh tế và an ninh không có nghĩa là phương Tây đang muốn phát động một cuộc chiến tranh lạnh mới. NATO tề tựu về thủ đô Tây Ban Nha chuẩn bị nhóm họp. Ngày hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh năm 2022 của khối tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Dự trù kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6. Ngay từ ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đã họp báo để nêu bật những điểm quan trọng sẽ được giới lãnh đạo Liên minh thảo luận. Trong đó, đáng chú ý là dự định nâng quân số của lực lượng phản ứng nhanh của NATO vượt mức 300.000 quân tinh nhuệ. Theo thông báo, có khoảng là 40 phái đoàn tham gia thượng đỉnh NATO năm 2022 tại Madrid. Ngoài 30 thành viên chính thức sẽ có lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan. Hai quốc gia vừa nộp đơn xin gia nhập liên minh cùng 8 khách mời khác, trong đó có Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu và một số nước châu Á-Thái Bình Dương như Úc, New Zealand, Nhật Bản và Nam Hàn. Lãnh đạo các nước sẽ có cuộc tiếp xúc đầu tiên vào tối ngày hôm nay. Nhân buổi đại yến do quốc vương Tây Ban Nha Philip đệ tứ khoản đãi và trước khi bắt tay vào các cuộc thảo luận kể từ ngày mai, ngày thứ Tư. Ngay hôm qua thì một cuộc họp báo giới thiệu các mục tiêu mà NATO muốn đạt được nhân hội nghị lần này. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh rằng thượng đỉnh lần này, thưa quý vị, là một bước ngoặt với nhiều quyết định quan trọng sẽ được đưa ra. Và mục tiêu xuất cả ngũ cốc của Ukraine khó đạt được. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan hôm nay cho biết, mục tiêu xuất cả 20 triệu tấn ngũ cốc từ Ukraine vào cuối tháng 7 đang trở nên viển vông do thiếu tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề về hậu cần. Trước khi Nga xâm lược, thì Ukraine đã xuất cảng hơn 90% ngũ cốc và hạt có dầu qua các cảng biển đen trên bờ biển đen, với lượng vận chuyển lên tới 6 triệu tấn mỗi tháng. Ủy ban châu Âu cho biết vào tháng 5, khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc phải được xuất cảng từ Ukraine để nhường chỗ cho vụ thu hoạch năm nay và tránh nạn đói ở châu Phi. Bộ trưởng Nông nghiệp Henrik Kowalczyk cho biết, Ba Lan thiếu thiết bị để chuyển ngũ cốc qua biên giới từ Ukraine đợi xuất cảng và đang chờ sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia thành viên khác. Ba Lan còn cho biết có thể vận chuyển tới 1,5 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua lãnh thổ của mình, nhưng thậm chí đạt đến con số đó sẽ là một thách thức do thiếu kho dự trữ và tốc độ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt thấp và thiết bị. Ba Lan còn cho biết còn quá sớm để nói về thời gian biểu cho việc phát triển các hầm chứa tạm thời gần biên giới với Ukraine do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Dushanbe của Tajikistan vào ngày thứ Ba trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông điều quân vào Ukraine cách đây 4 tháng. Putin được chào đón tại phi trường Dushanbe bởi người đồng cấp, Tổng thống Emomali Rahmon. Rahmon là một đồng minh thân cận của Nga, thưa quý vị, và là người trị vì lâu nhất của một nhà nước thuộc Liên Xô cũ. Tajikistan là quốc gia đầu tiên trong số hai quốc gia Trung Á mà ông Putin sẽ đến thăm trong chuyến công du 2 ngày. Ông sẽ đến thủ đô Ashgabat của Turkmenistan vào thứ Tư để tham dự một hội nghị thượng đỉnh của các cấp quốc gia Caspi, bao gồm các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Kazakhstan, Iran và Turkmenistan. Chuyến đi cuối cùng được biết đến của Putin bên ngoài nước Nga là chuyến thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 2, nơi ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hiệp ước hữu nghị không có giới hạn, vài giờ trước khi cả hai tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Nga cho biết họ đã đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng, ngăn không cho phương Tây sử dụng để đe dọa Nga, loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở các khu vực phía đông. Có ít nhất là 51 người chết trong một vụ cháy nhà tù ở Colombia. Người đứng đầu cơ quan quản lý của nhà tù quốc gia ở Colombia cho biết, có ít nhất 51 tù nhân đã chết sau một vụ hỏa hoạn bùng phát trong một cuộc hoạt động bạo động trong nhà tù ở thành phố Tulia, tây nam của Colombia. Nhà chức trách cho biết 49 người thiệt mạng trong nhà tù và 2 người sau khi được đưa đến bệnh viện cũng thiệt mạng. 24 người đang được điều trị tại bệnh viện và lực lượng cứu hỏa địa phương đã dập lửa. Trại giam có tổng cộng 1.267 tù nhân và dãy phòng giam nơi xảy ra hỏa hoạn gồm có 180 người. Các thành viên trong gia đình đã lo lắng tụ tập bên ngoài nhà tù trong khi yêu cầu thông tin về những người thân yêu của họ.
ở Colombia cũng như là nhiều nước châu Mỹ Latin. Các nhà tù luôn quá tải và các nhà tù ở Colombia có sức chứa là 81.000 tù nhân, nhưng hiện có khoảng 97.000 người. Theo số liệu chính thức của Colombia, đã thả một số tù nhân trong đại dịch coronavirus khi khoảng 20 tù nhân bị giết trong các cuộc biểu tình vào năm 2020 chống lại điều kiện đông đúc và thiếu dịch vụ trong tù. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp của chúng tôi. Sau đây, VN và Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Năm mươi di dân chết trong nạn buôn người ở Texas. CVS, Walmart and Riot hạn chế thuốc phá thai vì nhu cầu tăng cao. Việc phá thai có thể tiếp tục ở Utah. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng VN. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, số người chết trong vụ buôn người ở San Antonio của tiểu bang Texas đã lên tới 50 người, và nơi các thi thể được tìm thấy xếp chồng lên nhau bên trong một chiếc xe đầu kéo vào đêm ngày hôm qua là ngày thứ hai. Trong số này thì có 16 người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương trong tình trạng khác nhau, trong đó có 4 trẻ em. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người. Cảnh sát trưởng William McManus cho biết một công nhân của thành phố này đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ một chiếc xe tải bị bỏ rơi trước khi phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã gọi vụ ngạt thở của những người di cư trong xe tải là thảm kịch ở Texas, trong khi thị trưởng Ron Nirenberg của San Antonio gọi đó là thảm kịch kinh hoàng của con người. Phía Mexico đã xác nhận vào ngày hôm nay, trong số người tử vong có 22 người Mexico, 7 người Guatemala và 2 người Honduras. Đây là một vụ buôn người gây tử vong cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thống đốc của bang Texas, ông Greg Abbott, đã đổ lỗi thảm kịch cho chính quyền của Biden, cho rằng biên giới mở đã dẫn đến cảnh tượng kinh hoàng. Tuy nhiên, thì đây không phải là lần đầu tiên Texas đương đầu với thảm kịch tử vong của người di dân. Của năm 2017, đã có là 10 người thiệt mạng, cũng từ các chuyến xe đưa người lậu từ biên giới sang. Lúc đó thì đang trong thời điểm của cựu tổng thống Donald Trump. CVS, Walmart và Rite Aid hạn chế thuốc phá thai vì nhu cầu tăng cao. Một số nhà bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã phải siết chặt số thuốc phá thai bán ra vì nhu cầu tăng dữ dội sau phán quyết của Tòa án tối cao lật đổ quyền phá thai theo hiến pháp. Các công ty có nhà thuốc tây trong tiệm như là CVS, Walmart và Rite Aid đã thông báo họ sẽ giới hạn số lượng mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Những viên thuốc này đã bị thiếu hoặc hết hàng vào sáng ngày thứ hai trên trang mạng của các nhà bán lẻ, và hiện tại CVS và Rite Aid đang trong giới hạn khách hàng mua sản phẩm này ở mức 3 lần mà thôi. Và công ty Walmart sẽ giới hạn lượng mua thuốc trong tuần này là 4 hoặc là 6 lần mua cho mỗi người. CVS cho biết họ vẫn có rất nhiều thuốc bán trên mạng và trong các cửa hàng, nhưng họ muốn bảo đảm người mua đồng đều nhắm tránh tình trạng vơ vét hàng, tạo nên tình trạng thiếu hụt và những kẻ lợi dụng để trục lợi, thưa quý vị. Và thuốc viên, còn được gọi là thuốc uống vào buổi sáng, thường được bán không cần kê đơn dưới nhãn hiệu là Plan B mà không cần giấy tờ tùy thân hoặc đơn thuốc. Thuốc này sẽ được dùng trong vòng 3 ngày sau khi một phụ nữ quan hệ tình dục không được bảo vệ. Thuốc chủ yếu hoạt động bằng cách ngăn chặn sự rụng trứng và có thể là ngăn trứng đã thụ tinh bám vào tử cung.
Vẫn trong khi đó thì việc phá thai có thể tiếp tục ở Utah. Luật cấm phá thai ở tiểu bang Utah ngoại trừ một số trường hợp hạn chế có hiệu lực vào ngày thứ Sáu sau khi tòa án tối cao lật lại vụ án Roe v. Wade. Tuy nhiên thì theo phán quyết của tòa tiểu bang thì các bác sĩ có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ phá thai trong 2 tuần tới trong lúc chờ quyết định trong vụ kiện. Thẩm phán quận 3 Andrew Stone đã chấp thuận yêu cầu từ Hiệp hội Cố vấn phá thai hạn chế tạm thời ngăn chặn việc thực thi luật sau phán quyết của tòa tối cao. Lệnh còn cho phép tiếp tục phá thai có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài 14 ngày. Planned Parenthood Association of Utah sẽ đệ đơn kiện lên tòa án quận 3 vào thứ Bảy để cố gắng ngăn chặn luật kích hoạt và cho rằng luật vi phạm các quyền được trao cho người dân của Utah trong hiến pháp của bang. Tổ chức đã yêu cầu một phiên điều trần khẩn cấp vào thứ Hai để giải quyết yêu cầu của họ về một lệnh cấm tạm thời mà thẩm phán đã cấp. Trong khi đó, tại tiểu bang Louisiana cũng xảy ra trường hợp tương tự khi các phòng khám ở Louisiana tiếp tục phá thai sau phán quyết của tòa án New Orleans tạm thời ngăn chặn lệnh cấm của tiểu bang. Tai nạn Amtrak ở Missouri ít nhất làm 3 người chết. Một đoàn xe lửa Amtrak đi từ Los Angeles đến Chicago đã trật bánh vào hôm ngày thứ Hai ở bang Missouri sau khi tông vào một xe chở rác khiến ít nhất 3 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát cho biết có 7 toa xe trên một chuyến tàu Amtrak Southwest Trip đã trật bánh gần thị trấn Medon, đồng không mông quạnh tại tiểu bang Missouri. Người phát ngôn của Amtrak cho biết chuyến tàu có 243 hành khách và 12 thành viên của xe lửa, thưa quý vị. Và sau tai nạn, 2 người trên tàu và 1 người trên xe ben đã bị thiệt mạng. Ít nhất 50 người đã bị thương. Vì xảy ra tại vùng nông thôn nên trong lúc chờ người đến cứu, 9 hành khách trong toa phải hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Bệnh viện Missouri ở Columbia cho biết họ đã tiếp nhận 3 bệnh nhân và nhiều bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và trực thăng từ những người ứng cứu đầu tiên tại địa phương. Hành khách trên chuyến tàu bao gồm các học sinh từ trường trung học Pleasant Ridge ở Eastern Kansas. Cử tri California sẽ quyết định về quyền phá thai theo hiến pháp của tiểu bang. Các cử tri California sẽ quyết định vào tháng 11 liệu có bảo đảm quyền phá thai trong hiến pháp tiểu bang hay không. Một câu hỏi chắc chắn sẽ thúc đẩy số cử tri đi bỏ phiếu ở cả hai bên trong cuộc tranh luận trong năm bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ khi đảng Dân Chủ cố gắng giữ quyền kiểm soát quốc hội trước phán quyết của tòa án tối cao trả lại vấn đề quyền phá thai của phụ nữ cho cử tri tiểu bang quyết định. Quyền phá thai hợp pháp ở California dựa trên quyền riêng tư trong hiến pháp tiểu bang. Phán quyết của tòa án tối cao tuyên bố rằng quyền riêng tư không bảo đảm quyền được phá thai và các đảng viên của đảng Dân Chủ ở California lo ngại phán quyết này có thể khiến cho luật phá thai của tiểu bang dễ bị thách thức trước các vụ kiện tại tòa án tiểu bang. Để giải quyết các vấn đề đó, thì các nhà lập pháp của tiểu bang hôm thứ Hai đã đồng ý đưa một sửa đổi hiến pháp vào lá phiếu ngày năm nay nhằm không tạo bất kỳ sự nghi ngờ gì về tình trạng phá thai ở California. Sửa đổi trong luật trong phiếu bầu của cử tri sẽ tuyên bố rằng nhà nước sẽ không từ chối hoặc can thiệp vào quyền tự do sinh sản của một cá nhân trong các quyết định riêng tư nhất của họ, bao gồm quyền cơ bản của họ là lựa chọn phá thai và quyền cơ bản của họ để lựa chọn hoặc từ chối các biện pháp tránh thai. Nếu đa số cử tri đồng ý, vấn đề phá thai sẽ thành luật. Và theo thăm dò, hiện cử tri California có đến 76% phản đối việc lật ngược Roe v. Wade. Một người đàn ông vô gia cư chết sau khi bị 3 chiếc xe tông ở Fullerton. Cảnh sát cho biết một người đàn ông vô gia cư đang kéo đồ của mình dọc theo lối đi dành cho người đi bộ qua đường Fullerton đã chết sau khi bị 3 người lái xe khác nhau tông và sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường vào đầu ngày thứ Hai vừa qua. Cả 3 vụ cán chết người rồi bỏ chạy đã được máy quay ghi nhận và cảnh sát hy vọng tìm ra 3 người tài xế đụng người rồi bỏ chạy. Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng tại đại lộ Harbor ở Fullerton. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy thi thể của người đàn ông vô gia cư nằm trên lòng đường cùng với đồ đạc của ông. Nạn nhân bị thương nặng và khi đưa đến bệnh viện thì đã qua đời. Người đàn ông được xác định tên là Kenneth Edward Wassener, thưa quý vị, đệ nhị và 38 tuổi. Một cuộc điều tra cho thấy ông Wassener đã băng qua đường trong lúc đèn đỏ. Một chiếc xe Dodge màu trắng với đèn xanh đã tông vào ông.
Vài giây sau thì một chiếc Jeep Wrangler màu đen cũng tông vào nạn nhân khi ông đang nằm yên trên đường. Sau đó khoảng 2 phút sau thì một chiếc xe Honda Civic của hai cửa màu trắng đã tông vào nạn nhân lần thứ ba. Cả ba chiếc xe vẫn chạy tiếp tục mà không dừng lại. Cảnh sát đang kêu gọi người dân hỗ trợ để tìm ra ba tài xế nói trên. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Little Saigon TV. Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Pháp viện gửi trả vấn đề về phá thai cho tiểu bang quyết định, đa số cử tri Mỹ bất đồng với phán quyết này. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả bản tường trình đặc biệt sau đây. Theo kết quả của nhiều cuộc thăm dò phối hợp sau phán quyết của Tòa Tối cao Pháp viện lật ngược quyền phá thai của phụ nữ từ năm 1973, đa số người Mỹ phản ứng hầu hết không tán thành, gọi đó là bước lùi về quyền tự do cho phụ nữ Hoa Kỳ. Công chúng Mỹ đưa ra nhận định về việc lật ngược của Roe kiện Wade, hầu hết không tán thành bao gồm 2/3 phụ nữ. Với khoảng cách hơn 20 điểm, người Mỹ gọi đó là một bước lùi hơn là tiến lên đối với nước Mỹ. Và phụ nữ hơn 3/1 nghĩ rằng phán quyết này sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ. Trong khi đó, những người tán thành, đặc biệt 3/4 bảo thủ, nói rằng họ cảm thấy vừa hy vọng vừa hạnh phúc. Khi nhìn về phía trước, những người không tán thành phán quyết hôm thứ Sáu đặc biệt có khả năng nghĩ rằng một ngày nào đó, Tòa Tối cao Pháp viện có thể hạn chế hoặc chấm dứt kiểm soát sinh sản và hôn nhân đồng tính. Theo sau thăm dò này, nhiều thành viên đảng Dân Chủ hơn là thành viên đảng Cộng Hòa được hỏi nói rằng họ có nhiều khả năng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ sau phán quyết. Cuộc thăm dò của NPR, PBS, NewsHour, Marist được công bố hôm thứ Hai cho thấy 78% đảng viên đảng Dân Chủ cho biết họ có nhiều khả năng sẽ đi bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay để phản ứng với phán quyết. Và điều này mở ra cơ hội cho các tiểu bang cấm phá thai. Khi được hỏi câu hỏi tương tự, 54% người được hỏi thuộc đảng Cộng Hòa cho biết họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu vào tháng 11, trong khi 53% người độc lập đồng ý đi bỏ phiếu. Trong khi đó, 88% đảng viên đảng Dân Chủ cho biết họ phản đối mạnh mẽ phán quyết của Tòa Tối cao về việc phá thai, cũng như 53% những người theo độc lập. Để so sánh, 77% người được hỏi thuộc đảng Cộng Hòa cho biết họ ủng hộ phán quyết, trong khi 10% phản đối. Ngoài ra, 59% phụ nữ được hỏi cho biết trong cuộc thăm dò rằng họ không tán thành quyết định của tòa án về việc lật ngược Roe v. Wade. Và 54% nam giới cũng đồng ý với cùng quan điểm. 51% những người được khảo sát trong cuộc thăm dò mới cũng cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên ủng hộ luật liên bang để khôi phục quyền phá thai cho phụ nữ, trong khi 36% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu chống lại ứng viên ủng hộ quyền phá thai. Hầu hết người Mỹ lo sợ Tòa Tối cao sẽ hạn chế kiểm soát sinh sản và hôn nhân đồng tính sau khi lật đổ Roe. Cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa số cử tri Mỹ tin rằng Tòa Tối cao sẽ hạn chế quyền hôn nhân đồng tính. 57% cho biết có khả năng vụ án hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sẽ bị lật lại. Tính đến Chủ nhật, 9 tiểu bang hiện đã cấm phá thai và ít nhất một chục tiểu bang khác dự trù sẽ cho ra các giới hạn trong tương lai gần. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Saigon TV. Kính thưa quý vị, phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp của đài Little Saigon TV ngày hôm nay. Cảm ơn thời gian theo dõi quý vị và xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để tiếp tục đến với phần thời sự trong tuần cùng với xứ ngôn viên Lê Thái. Thank you.
Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trong tuần của Đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay, ngày thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2022. Và để mở đầu, Lê Thái xin gửi đến quý vị bài viết có tựa đề Liên hiệp châu Âu phải thâu nhận Ukraine sớm, bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin phá vỡ bầu không khí hòa bình, đó cũng như là tinh thần tương thân, chấp nhận sự khác biệt giữa các dân tộc, tôn trọng chủ quyền các nước khác, tức là tấn công thẳng vào nền tảng của Liên hiệp châu Âu. Quân Nga dồn lực lượng cố chiếm hết hai tỉnh miền Donbass đang thắt chặt vòng vây trên hai thành phố lớn như là Severodonetsk và Silichen. Hàng ngàn quân Ukraine còn tử thủ và không biết được bao lâu. Quân đội Ukraine cố bảo toàn lực lượng vì quân số và vũ khí quá nhỏ so với quân địch. Chiến tranh dai dẳng bất phân thắng bại, báo chí và các đài truyền. Và ông loan báo sẽ gửi tiếp 6 dàn đại pháo thêm vào 12 đơn vị xe tải chở Howitzer đã tặng từ trước. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết nước Đức sẽ gửi thêm những dàn phóng hỏa tiễn do thỏa thuận với Mỹ và Anh Quốc. Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ đến thăm Kiev, sẽ cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Nước Anh sẽ tiếp tục huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng các vũ khí mới, 10.000 người trong mỗi 3 tháng, nhưng nguồn viện trợ lớn nhất vẫn là nước Mỹ. Viện Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu Kiev, trụ sở ở Đức, mới phúc trình về số viện trợ quân sự cho Ukraine. Nước Mỹ đứng đầu, sau đến Ba Lan, Anh Quốc, Canada, Na Uy, rồi đến Estonia và Latvia. Hai nước miền Baltic này viện trợ cho Ukraine nhiều hơn cả các cường quốc kinh tế như là Pháp, Đức và Italy. Nước Latvia chỉ có 1.8 triệu dân với tổng sản lượng dưới 34 tỷ Mỹ kim, kinh tế Estonia là 31 tỷ Mỹ kim và dân số chỉ có 1.3 triệu người. Nhưng cả hai đã từng bị sáp nhập vào Liên bang Xô Viết cũ, cho nên thông cảm mối lo của dân Ukraine. Nước Mỹ đóng góp 48% vào tổng số viện trợ vũ khí, không kể các món trợ giúp khác cho ngân sách quốc phòng. Những vũ khí như là hỏa tiễn, đại pháo, trực thăng cũng chỉ chiếm 10% tổng số quân phí Mỹ giúp cho chính phủ của Zelensky. Ba Lan đứng hạng nhì, số viện trợ của Ukraine gần bằng một nửa của Mỹ, và trong khi các nước Anh chỉ bằng 1/4. Cuộc chiến Ukraine đe dọa tất cả các nước Âu Châu, nhưng số viện trợ của cả Liên hiệp châu Âu chỉ bằng 2/3 của nước Mỹ. Tuy nhiên, Âu Châu có thể hỗ trợ Ukraine mở một mặt trận mới, chính trị và ngoại giao. Nhưng Ukraine đã chứng tỏ họ muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu EU, xác định họ là một phần của châu Âu để tách khỏi ảnh hưởng của Nga, một đế quốc đã từng coi Ukraine như một vùng phụ thuộc. Ông Putin đã quả quyết rằng Ukraine chỉ là một vùng của nước Nga, không phải là một dân tộc, một quốc gia. Năm 2014, dân Ukraine đã nổi lên lật đổ một tổng thống thân Nga và mở đầu cho cuộc chiến tranh bây giờ. Trong thực tế thì hầu hết dân Ukraine đều biết nói tiếng Nga. Một nửa dùng cả hai ngôn ngữ và một số hàng ngày chỉ nói tiếng Nga. Trong lúc đang kháng cự quân Nga xâm lược thì chính phủ của Ukraine vẫn tiến hành việc xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Thứ năm tuần này, bốn người lãnh đạo châu Âu đã đi xe lửa tới Kiev. Tổng thống Emmanuel Macron, Klaus Hohannis, Romania và hai thủ tướng Olaf Scholz của Đức và Mario Draghi của Italy lên tiếng cam kết sẽ thúc đẩy tiến trình thâu nhận Ukraine vào Liên Hiệp. Trong tuần tới, Hội đồng Liên Hiệp châu Âu sẽ họp để cứu xét đơn xin gia nhập của Ukraine cùng với Moldova và Georgia. Hai nước đã từng mất chủ quyền vì bị Liên Xô chiếm sau đại chiến thứ hai, thưa quý vị. Nhưng thủ tục gia nhập EU sẽ kéo dài vì cần được 27 quốc gia thành viên chấp nhận. Và muốn gia nhập EU, các nước này phải chứng tỏ họ tôn trọng các quyền tự do dân chủ, theo kinh tế thị trường, thượng tôn pháp luật, diệt trừ tham nhũng và v.v. Tiến trình có thể có lâu hàng chục năm và như các nước như là vùng Balkan hay là Serbia và Montenegro đang chờ đợi. Những nước này vốn nằm trong liên bang năm tư, chế độ và xã hội vẫn còn những di sản của thời Cộng sản cũ. Quốc gia sau cùng được thâu nhận vào EU là Croatia, từ hàng chục năm trước cũng từng nằm trong nước năm tư. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Liên minh quân sự NATO, đã chờ được gia nhập EU từ năm 1987. Những quốc gia chống việc mở rộng EU mạnh nhất là Đan Mạch và Hà Lan. Hai nước này đã ủng hộ Ukraine chống quân Nga xâm lăng, nhưng không biết họ có sẵn sàng mở cửa EU cho các nước cựu Cộng sản hay không. Hội đồng Liên hiệp EU có thể mở cánh cửa đầu tiên, công nhận các nước trên là ứng viên chính thức trong phiên họp tới để bắt đầu các cuộc thảo luận thâu nhận.
Chỉ cần mở cánh cửa đó cũng sẽ là một lời tuyên bố hùng hồn, cho thấy các nước EU xác định Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, không khác gì nước Đức, Tây Ban Nha hay Phần Lan. Đó là một cách bác bỏ ý kiến của ông Vladimir Putin, coi Ukraine không phải là một dân tộc riêng biệt. Ông Putin đã lấy cớ tấn công Ukraine vì ý kiến xuyên tạc này, và trên nguyên tắc Liên hiệp châu Âu chỉ là một tổ chức hoàn toàn về tương quan kinh tế, không mang tính chính trị hay là quân sự. Nhưng các nước trong Liên hiệp cũng theo đuổi một lý tưởng chung là bảo vệ các định chế tự do dân chủ, đề cao tinh thần liên kết tương trợ, vượt lên trên chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Đó là nền tảng gìn giữ nền hòa bình trong lục địa Âu Châu từ hơn nửa thế kỷ nay. Cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin phá vỡ bầu không khí hòa bình, đó cũng như tinh thần tương thân, chấp nhận sự khác biệt giữa các dân tộc, tôn trọng quyền của các nước khác, tức là tấn công thẳng vào nền tảng của Liên hiệp châu Âu. Cho nên hành động mở đường cho tiến trình thâu nhận Ukraine, Moldova, Georgia, Serbia và Montenegro vào Liên hiệp châu Âu sẽ là một thắng lợi cho tất cả các quốc gia tự do dân chủ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thời sự trong tuần của Đài Radio Sài Gòn TV. Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trong tuần thứ 6 kỳ tới.